đến với chương trình Sixi Euro. Và ngày hôm nay Thanh Bi sẽ giới thiệu cho các bạn về đội tuyển Pháp, chủ nhà mùa giải Euro 2016 năm nay. Chắc hẳn ai cũng biết Pháp là một đất nước vô cùng lãng mạn với thơ ca, nhạc họa, phong cách hút hồn và những chàng trai thanh lịch quyến rũ. Đặc biệt hơn nữa là các cầu thủ Pháp lại càng hấp dẫn, đúng không ạ? Chỉ nhìn qua đội hình thôi, mình dám cá chắc với các bạn sẽ ngay lập tức siêu lòng với những nam thần như Saka, Pogba, Martial hay Mandela. Nếu các bạn đang cười, hãy nghe Thanh Bi kể chuyện về trai đẹp Saka nhé. Đây là Ludivine Karadžić, cô vợ tuyệt sắc giai nhân của Saka. Năm 14 tuổi thì cô gặp Saka lần đầu, tới năm 17 tuổi thì hai người trở thành một cặp. Và từ đó tới nay đã 7 năm rồi, họ luôn ở bên nhau không rời và hiện nay đã có hai baby. Hầu như bất cứ trận đấu quan trọng nào của Saka thì cô vợ xinh đẹp đều có mặt để cổ vũ hết mình cho chồng của mình. Và Saka chắc chắn phải luôn là một người chồng tuyệt vời lắm thì vợ anh mới có thể như vậy. Nói về các nam thần như vậy cũng đã đủ rồi và hãy cùng Thanh Bi quay trở lại với đội tuyển Pháp nhé. Mấy kỳ Euro gần đây thì gà trống vô loa lúc nào cũng được coi là ứng viên vô địch nhưng rồi đều bị loại sớm từ ngay vòng đầu tiên. Mà năm nay Pháp lại đen đủ đường trước khi khai mạc nữa chứ. Thủ đô Paris vừa xong, nước ngập khắp nơi. Mà không biết người dân bên đó đã nghe được bài Lục từ ngã tư đường phố của Xuân Bắc, Tự Long và Công Lý chưa nhỉ? Huấn luyện viên De Jong thì ghi nhận hối lộ 1 triệu euro. Thầy mà như thế, nói sao nổi các học trò. Thế rồi, hàng loạt các trai đẹp như Varane, Sapo, Zuma vắng mặt, buồn ơi là buồn. Nhưng đau lòng nhất phải là trường hợp của Benzema. Anh mạnh mẽ, sắc sảo, tinh tế và đầy bản lĩnh đến như vậy. Nhưng tiếc thay, Ben ngũ này lại có mấy sở thích kỳ quặc mà khó chấp nhận được. Hồi trước anh cùng Ribery lén lút đi nhà tổ, gặp ngay một ả gái bán hoa, vẫn còn ở trong tuổi vị thành niên. Lần đó thì cả hai suýt nữa thì bị đi tù, còn cô gã kia thì cứ phất lên như diều gặp gió, tiền kiếm vào như nước. Tuy khó khăn là vậy, nhưng Thanh Bi vẫn luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ Pháp. Với riêng Saka thì Euro 2016 có lẽ là giải đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia. Và Thanh Bi không muốn trên khuôn mặt của chàng trai dễ thương ấy sẽ phải chảy thêm những giọt nước mắt nào nữa. Dành cho bạn, cầu thủ hầu như ai cũng có cái thói lăng nhăng. Mà tôi biết là cái phụ nữ thì ghét nhất là cái nô là thói này. Thì thật lòng nhé, nếu Thanh Bi là một chàng trai vừa đẹp trai, vừa đá bóng giỏi, được hàng ngàn cô em thần tượng, thì liệu Thanh Bi có nhiễm cái tính lăng nhăng không nhỉ? Không! Không đâu. Nhưng mà kể ra không thì cũng ít. Cảm ơn chia sẻ của em. Và sau đây thì sẽ là một câu hỏi tình huống. Thanh Vy thân mến, vào một ngày đẹp trời nọ thì anh xoáy ca Ribery đẹp trai của đội tuyển Pháp đến Hà Nội đang long rong trên từng con phố nhỏ của Hà Nội bằng xe đạp lãng mạn thì em bất ngờ tông phải em. Sau đó thì anh lại nhẹ nhàng xuống xe nở một nụ cười thật tươi với hàm răng chói lóa tới gần em xin số của em. Sau đó thì hai người... Cái gì? Dám tông của em á? Lại còn xin số á? Thì em cũng cho thôi. Ok, anh đã hiểu quan điểm của em rồi. Thì cái này thì anh sẽ lưu ý, nếu mà đội tuyển Pháp sang Việt Nam thì chúng tôi sẽ có lẽ rất hân hạnh được làm nhà tài trợ mũ bảo hiểm cho đội bóng. Câu hỏi riêng tư một chút thì Thanh Bi có thể chia sẻ rằng là bạn yêu thích cầu thủ nào nhất trong đội tuyển Pháp được không? Để em suy nghĩ xem nào. Paris Kinh Đô ánh sáng, em thấy rất hợp với dáng em. Nhưng không biết ở đội tuyển Pháp có cầu thủ nào có hộ khẩu ở Paris không nhỉ?